Chào các bạn, mình là Linh Táo. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học bộ sĩ. Bộ này là liên quan tới cả sĩ. Và vị trí của nó thì nó nằm phía bên trên. Chủ yếu nó nằm phía bên trên là nhiều nhá. Đó. Ở đây chúng ta có thể thấy được là nó lại viết một nét ngang dài ở phía bên trên, hay còn gọi là ngang chủ phía bên trên trước. Sau đó chúng ta lại viết một nét ngang ngắn ở phía dưới. Đấy, mọi người chú ý giúp mình nhá. Và khi cái nét ngang ngắn ở phía dưới, chúng ta sẽ viết nó bo nhỏ nó lại. Ở đây nhiều bạn viết nó sẽ thành bộ thổ, hay bị nhầm tới bộ thổ, hoặc nhầm tới viết hai cái nét ngang nó dài bằng nhau là chưa chính xác. Chúng ta sẽ phải viết một nét ngang ngắn ở phía dưới đấy, và thu bảo nó bo nhỏ nó lại ở phần phía dưới nhá. Tiếp theo thì mình sẽ ghép chữ cho các bạn xem. Thì ở đây chúng ta hãy rút kinh nghiệm, đó là chúng ta sẽ viết cái nét ngang dài ở phía bên trên và một nét ngang ngắn ở phía dưới. Khi các bạn am hiểu được cái cách viết của cái bộ sĩ này rồi thì chúng ta sẽ chỉ cần áp dụng vào thôi. Chúng ta sẽ viết cái bộ này nhỏ ở phía bên trên và một bộ to ở phần phía bên dưới. Đó. Thì các bạn chú ý giúp mình nhé. Ở đây thì mình cũng có những cái clip về 214 bộ thủ, mình sẽ up ở trên YouTube, nhưng mà mình cũng sẽ không thể nào up một lượt được. Đó, mình cũng sẽ cố gắng up một lượt cho các bạn xem để các bạn dễ tìm. Nếu như các bạn tìm không thấy thì các bạn vào phần tìm kiếm các bạn gõ cho mình nhé. Gõ phần tìm kiếm ấy, gõ vào tên bộ thủ hay tên nét ra để các bạn nhìn thấy được cái clip để viết chữ nhá.